Ná bó. Được tròn chảo. Đảo thật đều. Sao. Từ 1 đến 5 phút. Tròn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắc ra. Ná bó. Sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắc ra, đổ rượu, cho đều. Ta dùng thìa đảo lá thật đều lên. Dụng cụ gói lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và trộn đều, ra xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô. Dùng thìa dàn mỏng vuông góc bốn cạnh của lá lại. Sau đó ta quấn bốn đầu của tấm vải xô. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ học sinh. Ta lấy kéo cắt một đầu ra. Mở cái túi dàn mỏng. Mở cái túi đều tay. Rồi ta xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Rồi quấn một đầu của túi lại. Dàn mỏng vuông góc đều tay. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm giấy hoặc một tấm ni lông đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người đáp vào vị trí bị bệnh. Hôm nay nhà thuốc xin chia sẻ đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gấy cổ xương đùi sau mổ thuật vết đinh nội xốp dẫn hiện tượng tiêu xương. Đây là phít quang kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Trên việc thể hiện đường gạch nứt và hở khá là nhiều, đặc biệt là hình ảnh trên phim thể hiện cổ xương đùi bệnh nhân đang có hiện tượng tiêu xương. Trình ở viện nằm mổ để thay khớp háng. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc, nếu kết hợp bó lam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương, tiên lượng điều trị từ 2 đến 3 tháng là xương của bệnh nhân sẽ can và phủ đầy hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện
nào có thể đi lại, làm việc được bình thường. Anh ngủ với cụ thì ngủ được bao nhiêu tháng rồi? 3 năm này. 3 năm này. Thế là khi chưa ngủ đúng không? Khi chưa ngủ. Còn đây là khi kiểm tra lại. Kiểm tra lại. Sau 3 năm này. Sau 3 năm này. Hình ảnh xương của anh hầu như chưa căng thế nào? Và xương đang được nứt và hở ra nhé. Lúc bác sĩ chụp phim cho anh và kiểm tra kết quả phim cho anh, bác sĩ có nói gì không? Bác sĩ bảo là cái này là bị phim được, nó bị sụp xuống một chút, tức là nó hơi bị phì phì một ít, đúng rồi, tiêu ít xương, nó đang bị tiêu và tiêu nhẹ, tiêu nhẹ ít xương, vâng. Tiêu nhẹ ở cái đầu trên cái há ra là tiêu nhẹ rồi nhé. Tiêu nhẹ là hoại tử, do cái chuẩn cách về y khoa là hoại tử nhẹ phổ khuẩn trỏng xương đùi nhé. Thì em dùng pháp bắt thuốc, sẽ bắt thuốc này và trong thuốc nhanh hiện xương nhé. Còn anh để này thì tương lai của anh sẽ bị hoại tử hết rồi, về cái chỗ ấy này và anh với chứng nặng nhất là phải thay xương hàm. Thì bác sĩ có nói gì về vấn đề thay không? Bác sĩ cũng nói là nếu mà xong tháng nữa mà nó không cải thiện gì thì là sẽ phải mổ thay khớp há, mổ cắt bỏ là thay khớp há đúng không? Thì ngay từ điều trị của anh từ 2 đến 3 tháng nhé, là anh sẽ còn hoàn toàn. Và sau khi hết điều trị và điều trị anh phải đi lại bình thường và xương nghiền hoàn toàn. Và sau 1 năm sau anh phải quyết định này ra và không bao giờ bị hoại tử nữa nhé. Còn anh để như này là 99% là anh bị hoại tử nhé. Hiện tại trái tim của anh là hoại tử tiêu nhẹ, tiêu xương nhẹ rồi. Còn cái xương trước khi chưa mổ của anh thì hình ảnh xương rất là đẹp nhé, không có hiện tượng gì cả, xương không có lại biết gì cả. Anh mà bỏ luôn cái xương này biết trước thì anh không phải mổ nhé. Mổ rồi thì giờ đang bị tiêu nhẹ rồi, không được hoại tử bộ phận phải đâu hoại tử. Thì trước khi đắp nhé, em dẫn đây cái nào bỏ sao này nhé. Đấy, thì 1 năm 5 phút dùng u hùng mùa giấy vệ sinh này, anh quấn em từ 5 đến 7 giờ giấy nhé, từ 5 đến 7 giờ giấy. Anh kiểm tra mổ nào tam hoàng tử nguyên nguyên kiểm tra thì bác sĩ bảo hoại tử nhẹ mà ấy này thì tiêu nhẹ này. Có bị tiêu sụp ít xương và cái tư tưởng có chán không? Thì sau khi bác sĩ nói thế thì tôi chẳng biết nói gì nữa, bạn này chắc toi rồi đi. Vâng, anh phải yên tâm, anh cặp em phải yên tâm nhé. Vâng, anh chỉ thêm một tí đi, chỉ thêm một tí anh cảm nhận nha. Trước ghép thì em dẫn trước đây nhé, cái vị trí của xương gáy nằm ở đây đấy, đính chắc thế này nhé, vít đinh vít xuyên thế này đấy. Thì đặt lá quấn giấy nha, cái 57 giấy này đặt trực tiếp lên mặt trong của lá nhé, mặt trong của lá. Mặt ngoài có thể bệnh nhân dùng một tấm giấy hoặc một tấm inox nhé. Trước khi đắp lá thì các là sau nhé, thầy đình bôi nghệ của em từ đây, từ cái mấu chuyển của chúng mình này đến hết ngón chân cho em nhé. Bôi nghệ từ đây xuống hết cả chân bên giấy nhé. Một cái bàn chân thôi, bôi khắp luôn, bôi khắp luôn nhé. Thì đấy trực tiếp nghệ của đây là cái nghệ sắt. Này tươi đấy, tươi vàng này, đắp nhé, đắp chính diện đây này, đắp chính diện. Nhớ là cái điểm mổ đấy là vít, đồng vít đinh nồi xốp nhé, đường chéo đây này, thì đắp trực diện đấy nhé, cái mổ của anh rất là đẹp. Đấy. Anh xuống cân nhỏ, cái mổ đây nhé, em làm trực tiếp ở đây, phải nhớ nhé, đặt trực tiếp, nào đây, rồi anh đặt xoay này, nhưng mới đầu đắp. Ngày xưa này em đang đặt ngang này nhé,
để cho tiết điện của lá nó đâu nhiều đi đây đây nha, phần sau này xoay xoay được đi đây 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 đấy, dùng cụ hộp nhá, một cái băng 3 đi nó 3 đi này, 1 này, 2 này, 3 đi rồi nhá. Thế băng phun này, người đầu tiên mình đặt ở bàn ngoài đùi này, đi đây nhá, quấn vòng tròn ở đây 1 đến 2 vòng trước. Xong rồi quấn một vòng qua mông. Qua mông. Luồn sau mông của nhân. Quấn một vòng trên qua lưng. Quấn ngang qua bụng. Quấn vòng tiếp qua đùi. Kết thúc quấn thì mình dùng băng vim này bính lại. Còn cái vết hở của các cái lượt quấn thì mình sẽ chỉnh và cho kỹ này. Các chị ở ngoài đứng xem ký ra một cách là sau thay thay ra nhá. Vim này một ngày đủ cho em 3 lần ở đây, sáng, trưa, chiều. Vâng. Để em đắp cho anh này được rồi nhé. Nhớ trong điều trị nhé, khoảng 1 tháng 10 ngày anh có thể đi lại được rồi nhé. Nhưng tuyệt đối trong vòng 1 tháng 10 ngày đó cắt nặng thì không được uống rượu bia này, thịt chó này nó không uống nhé. Ngày xưa anh đang bị tiêu nhẹ ở bên trên, anh phải đâu sẽ hoại tử vô khuẩn hết cái chọc trong đùi này nhé, rất là nguy hiểm. Nếu như anh biết trước cái xương này của em không bó được đấy, thì cái mức độ gãy của xương này không nặng tí nào cả, thì bó tầm có 2 tháng đi lại được. Cái xương anh gãy không có gì nặng cả, không có lệch tí nào cả, rất là đẹp nhé. Còn cái pin này sau hơn tháng kiểm tra đúng không? Có những hoại tử và tiêu nhẹ ở đỉnh trên đấy của cổ xương đùi nhé. Hai này lâu quá bị xẹp cắt ngang này, tiêu mất người luôn. Đã uống tầm 2-3 tháng còn hoàn toàn được nhé. Anh kiểm như với cho em một ngày đổ rượu cho em ở đây 2 lần nhé, sáng, trưa, chiều. Và hết các ngày sau anh đắp y xì nha này. Còn cái đá bò á, anh cho ngâm rượu cho em để sau này có cứng cơ này, teo cơ và yếu cơ nhé. Anh là hốc em hàng ngày nhé. Của anh xong rồi, chúc anh chấm phục nhé. Vâng, của anh xong rồi. Vâng, vâng. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được thuốc đắp bà nam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương sau 2 tháng. Đây là phim quang chụp chiếu ban đầu của bệnh nhân. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi, đã mổ thuật vi đinh nội xốp. Trên phim chụp thể hiện hình ảnh xương đùi bệnh nhân đang có lượng tiêu xương. Trình ở viện nằm mổ để thay khớp háng. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân về nhà thuốc, được thuốc đắp lá và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương sau 2 tháng. Trên phim chụp thể hiện hình ảnh cổ xương đùi bệnh nhân đã niền hoàn toàn, xương đã can phủ kín hoàn toàn. Đặc biệt là không còn hình ảnh tiêu xương và hoại tử khớp háng. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được điều trị tại nhà thuốc. Hình ảnh tiêu xương. Còn đây, nhà thuốc điều trị sau 2 tháng. Hình ảnh gãy cổ xương đùi đã liền và đầy hoàn toàn. Rồi, chào anh nhé. Hôm
hôm nay em sang quay lại hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh bị gãy cổ xương đùi sau mổ thuật video hồi xốp lâu ngày không liền dẫn hiện tượng tiêu xương và viêm xương. Từ đó anh khỏi được mấy tháng nhỉ? Đến bây giờ là khỏi được khoảng 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng. Ngày trước anh bỏ thuốc mấy tháng anh kiểm tra xương liền hoàn toàn? Khoảng 2 tháng. 2 tháng. Xương liền hoàn toàn. Hiện tại anh đi lại là tốt chưa? Đi lại thì nói chung là cũng tương đối rồi. Tương đối. Anh em vòng dài được yêu cầu. Hiện tại nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhỉ. Anh này rất là tốt rồi. Anh em đi xe đạp được chưa? Xe đạp được. Hôm nay em sang em lấy hình ảnh thứ hai về quá trình anh nhìn lấy xương đùi. Sau mổ thuật video hồi xốp lâu ngày xương liền dẫn đến viêm xương và tiêu xương. Ngày đó anh và bác sĩ kết luận là tiêu xương anh có cảm thấy lo lắng nhiều không? Trước khi nhà thuốc sang ghi lại hình ảnh lần thứ 3 về quá trình bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi sau mổ phẫu thuật viết đinh nội xốp lâu ngày xương liền dẫn hiện tượng tiêu xương. Đây hình ảnh ban đầu của bệnh nhân. Trên phim thể hiện cổ xương đùi bệnh nhân đang có hiện tượng tiêu xương rất điển hình. Trình ở viện làm mổ
để thay khớp háng. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân điều trị khỏi tại thuốc. Hình ảnh trên phim thể hiện cổ xương đùi bệnh nhân đan liền hoàn toàn, hình ảnh xương đan liền hoàn toàn. Ta cùng so sánh hai quả trước và sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại được bình thường. Hôm nay nhà thuốc sẽ sang nhà bệnh nhân ghi tiếp hình ảnh về quá trình điều trị khỏi gãy cổ xương đùi sau mổ phẫu thuật vi đinh nội xốp lâu ngày xương liền dẫn hiện tượng tiêu xương. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại được bình thường, hình ảnh tiêu xương. Còn đây là phi quang kiểm tra lại sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc, cổ xương đùi bệnh nhân đan liền hoàn toàn. Đi lại tốt hơn cái đợt hai em quay chứ. Chung là đi lại tốt hơn rất nhiều. Tháng trước anh mổ mấy tháng mà xương liền rồi nên tiêu xương. Mổ một tháng thì bắt đầu là nó không liền là tiêu xương. Tiêu xương. Hiện tại đi lại là bình thường nhỉ? Hiện tại đi lại thì nói chung là cũng khá tốt. Ngày hàng ngày anh đi được bao nhiêu cây số? Ngày thì cứ đi tập thường thường tập khoảng đi khoảng cây số. Cây số. Anh đi một vòng dài về hết cái đường này nhé. Hiện tại bệnh nhân đi lại là hoàn toàn bình thường. Hôm nay nhà thuốc sang ghi hình ảnh tiếp về quá trình ngày trước bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi sau mổ phẫu thuật vi đinh nội xốp lâu ngày xương liền dẫn hiện tượng tiêu xương, tiêu cổ xương đùi. Bệnh nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhé. Nhân là đi lại bình thường. Chân anh đi không lệch ngày trước nè. Vâng, đứa này cân nhiều lắm. Đỡ hơn à? Vâng, cân hơn nhiều này. Anh phải năng đi lại nhiều lên. Có chứ, ngày nào đi, ngày nào tập mấy lần đấy. Dạ vâng. Anh đi kỳ lại một vòng đấy nhá. Đi một vòng nữa. Anh ơi, ai có tăng cân hơn trước chút đấy nhỉ? Người da trẻ trắng trẻo hơn. Tí lại cân hơn là bình thường. Bệnh nhân đi lại là hoàn toàn bình thường này.
Anh mới chụp phim lại hôm kia đúng không? Chụp hôm kia. Vâng. Anh mới như này là bình thường nhé, thì anh tập luyện thêm một thời gian nữa thì em sẽ sang quay lại tiếp video với anh, bởi vì mình quyết định nhé. Hôm nay em sang em hoàn thiện hình ảnh sau mổ thuật quy định ở xốp nâng ngoài xương liền tiêu xương nhé. Nhưng anh chụp phim lại xương căng hoàn toàn rồi. Anh cần thêm thời gian nữa là anh quyết định để sang hoàn thiện nốt video nhé. Em cảm ơn anh nhé, chúc anh luôn sức khỏe nhé. Vâng, chào anh.